Lễ năm Hậu chia tay, Cát Phượng sự nghiệp đi xuống, bán hàng online sương sương đủ sống nhưng không dư giả. Có tình mới nhưng giấu mặt, tin tưởng dù chưa từng gặp gỡ, hẹn tròn 70 tuổi sẽ công khai. Tính tổng thì cái tính tôi rất là hay, cái tính giống như là một người trưởng thành thật sự. Bản thân là chị thấy ông này ổng lo cho gia đình, sống cho gia đình, chị thấy thích. Kiều Minh Tuấn lột xác về ngoại hình, sự nghiệp cũng khởi sắc hơn trước. Tìm niềm vui bằng việc làm clip vô tri thay vì đầu tư kinh doanh. Tiết lộ nếu giải nghệ sẽ làm một nghề. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi tình chị em đình đám, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả với cuộc tình bền chặt kéo dài tới 12 năm. Thế nhưng bỏ lại tất cả những hứa hẹn chung đôi trọn đời, cả hai đã kết thúc chuyện tình đẹp để mỗi người đều tự bước tiếp. Và sau khoảng 2 năm chia xa, cuộc sống của cả hai đã rất khác trước. Cát Phượng từng là một danh hài rất có tiếng và được khán giả yêu thích. Thế nhưng sau này che già mang mọc, Cát Phượng không còn giữ được độ hot như xưa nên vắng bóng ở nhiều sân khấu hài kịch. Chị chuyển sang công tác giảng dạy các diễn viên trẻ, bên cạnh đó còn vừa làm đạo diễn, tổ chức sản xuất show. Ngoài làm nghệ thuật, Cát Phượng cũng bắt kịp xu thế khi gia nhập vào đội ngũ bán hàng online, nhưng chị lại cho hay mình thích thì bán chứ không hoạt động chuyên nghiệp. Nữ danh hài bộc bạch, tôi sống an nhiên, thu nhập của tôi đủ nuôi bom và cha mẹ, không hơn ai cũng không kém ai. Nhưng tôi không còn dư tiền như trước đây, có thể nói Cát Phượng ở thời điểm hiện tại đã không còn quyền lực như xưa. Tuy rằng sự nghiệp xuống dốc nhưng đường tình duyên của danh hài tuổi 50 này lại tiếp tục nở rộ. Khoảng gần một năm sau chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chia sẻ mình đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng chị đẹp không tiết lộ quá nhiều mà chỉ cho hay bạn trai chị là một fan trung thành nhiều năm, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Gần đây, Cát Phượng hé lộ thêm rằng chị ra điều kiện với bạn trai rằng nếu thương mình thì về Việt Nam cùng làm ăn và anh chàng đã đồng ý. Nói về thời gian tổ chức đám cưới, Cát Phượng cho biết khi tôi 70 tuổi mà người đàn ông nào đó vẫn còn ở bên cạnh tôi, nghĩa là thực sự người ta thương mình. Lúc đó, tôi sẽ làm một bữa tiệc để thứ nhất là mừng thọ, thứ hai là mừng sinh nhật tuổi 70, thứ ba là tôi công khai rồi tổ chức đám cưới. Ba trong một luôn đó, cuộc đời tôi không giấu giếm gì cả đâu. Khác hẳn với tình cũ, Kiều Minh Tuấn trong 2 năm trở lại đây lại hoạt động năng nổ hơn nhiều. Anh đóng phim điện ảnh mới, tham gia show thực tế nên tên tuổi ngày càng nổi hơn xưa. Đặc biệt là ai cũng nhận ra sau khi chia tay đàn chị hơn tuổi chú 6 có sự thay đổi ngoạn mục về phong cách và ngoại hình. Anh không còn hay để râu hay những phong cách tóc và trang phục có phần đứng tuổi nữa mà trẻ hóa hơn ở những bộ cánh đúng tuổi, kiểu tóc sành điệu, gương mặt cũng đẹp trai hơn trước rất nhiều. Kiều Minh Tuấn từng thổ lộ không giỏi tài chính nên anh không bon chen tham gia kinh doanh mà chọn cách tích lũy tài sản, chọn đời sống giản dị, ít tiêu xài, không hay ăn mặc tốn kém để nhờ em gái giữ tiền giúp mình. Thời gian gần đây, ngoài phim hay show, khán giả còn được thấy Kiều Minh Tuấn hoạt động mạng xã hội rất sôi nổi. Anh hay làm những clip hài hước, vô tri như chỉ cách nấu ăn bất ổn, giảm cân kỳ lạ mang đến nhiều tiếng cười cho fan. Kiều Minh Tuấn cho biết đây là cách anh giao lưu và khiến khán giả luôn nhớ đến mình. Nam diễn viên rất đầu tư, không ngại tấu hài trong mọi hoàn cảnh. Và phản hồi của cư dân mạng rất tốt với những chiếc clip thú vị của chú Sáu. Đây đang là hướng đi đúng đắn của anh hiện nay. Khi được hỏi nếu không làm diễn viên nữa thì sẽ làm gì, nam diễn viên hài hước tiết lộ chắc sẽ làm xe ôm công nghệ. Anh giải thích, tại mình cũng biết đường, chạy an toàn lắm, mà chạy xe ôm công nghệ thì không phải suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần chạy làm sao để không bị hụt tiền thôi, à phải vui vẻ để xin khách nhớ cho em 5 sao nha, kiểu vậy.